Chào cả nhà. Hôm nay Phước Sửu và Dân Trang sẽ trở lại với dự án Long Island ở Hồ Tràm của chủ đầu tư là tập đoàn Covalent. Mọi người có tò mò về dự án này không ạ? Quá tò mò đi chứ, bởi vì một cái dự án sắp tới là Nova sẽ trình ra mắt những cái bà con và những cái người mà đam mê về cái dòng sản phẩm của Nova, Hồ Tràm và Bình Châu á nhà Trang. Dạ. Để nói đến Hồ Tràm và giới thiệu về chủ tư Nova thì có lẽ là tất cả mọi người không ai lạ đúng không ạ? Nhưng mà đặc biệt đối với dự án Long Island thì là chúng ta sẽ có những cái điểm nhấn vô cùng quan trọng và cái mà tạo ra sức hút của dự án là quy mô của dự án với 300 hecta với mặt đường biển rất là dài, tổng quy mô căn hộ, nhà phố, biệt thự và shop house đặc biệt ở đây là chuyên về phân khúc nghỉ dưỡng nhưng mà luxury nha mọi người, tổng sản phẩm khoảng 500 căn. Rồi, mình bắt đầu mình đi dọc theo cái cung đường ven biển mà cái mặt tiền biển đó Nhật Trang thì mình sẽ khám phá được hết cái cung những cái gì mà của Long Island ở phong Nhật Trang. Dạ, mọi người cũng thấy là với tiến độ hiện tại là chủ đầu tư dự kiến là khởi công vào tháng 5 2022 thì như hiện trường là ở đây là đã bắt đầu xây dựng rồi. Bàn giao thì vào quý 4 của năm 2024 là sẽ bàn giao. Với tốc độ xây dựng và uy tín từ chủ đầu tư thì là xây dựng nhà phố thì chủ tư sẽ xây dựng và bàn giao rất là nhanh, thì không xa nữa chúng ta sẽ có một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng tụ họp trong cái quần thể tất cả những khu biệt thự nghỉ dưỡng đặc trưng của Hồ Tràm. Ở đây thì chỉ với 7 phút di chuyển chúng ta sẽ về được với trung tâm Hồ Tràm với tất cả những cái sân golf với lại khu vui chơi giải trí, safari, công viên, ăn chơi, nói chung là đầy đủ tiện ích đúng quá tuyệt vời phải không? Một bước chân và phạt tiện ích. Và Phước Sửu thấy một cái điều đặc biệt ở đây nè, đối diện của Phước Sửu đây Nhật Trang là một cái cánh rừng nguyên sinh đó Nhật Trang. Một cái cánh rừng nguyên sinh rất là mát và rất là đa dạng, rất là nhiều loại cây cối á Nhật Trang. Thì tại đây á, thì đối với cái dự án Long Island này thì sở hữu được một bờ biển dài nè, cát trắng nè, mình ha, và những cái hàng dương rất là đẹp. Và một điều là ở đây là có một cái cánh rừng nguyên sinh cực kỳ đẹp. Đối với lại cái dự án này thì sẽ ra mắt những cái dòng sản phẩm nhà phố shop house biệt thự kèm vào những cái tiện ích mà Nova đang hiện có. Thì Nhật Trang có thể điểm qua một vài cái tiện ích mà Nova đang hiện có. Với những cái tiện ích hiện tại ở Hồ Tràm của Nova không cần Trang phải kể đến, và chắc chắn rằng là tất cả các nhà đầu tư như quý vị và anh chị sẽ đã biết rất là nhiều và có khá là nhiều các khách hàng đã trải nghiệm nhiều rồi đúng không ạ? Yeah. Nên mà cái vấn đề là chia sẻ thì không biết phải chia sẻ như thế nào cho hết. Cái điều đặc trưng nhất của dự án này là chúng ta vốn dĩ con người chúng ta sẽ rất là thích về với thiên nhiên, với nước, với cây xanh đúng không? Đặc biệt là những cái lượng cây xanh càng nhiều thì khí oxy rất là tốt. Nhưng mà mình kể đến những cái trò chơi trẻ em nè, một cái công viên nước nước rất là đẹp của phân kỳ Tropicana với những cái gọi là những cái đồi cây trồng cây hữu cơ cho trẻ em trải nghiệm một cách cụ thể về cái cách trồng trọt và chăn nuôi, và trong đó có những cái bến thuyền kayak nè, rồi những cái shop house mặt tiền ven biển mua sắm sầm uất tất cả những gọi là những cái thương hiệu lớn mà Nhật Trang có thể là mua sắm giống như LV, Adidas và các nhiều thứ vào Nhật Trang. Chắc cũng là một trong những tín đồ của các cái sản phẩm hàng hiệu đó cả nhà, nên mà ở đâu mà ở đâu mà có hàng hiệu thì mình cũng rất là mê đúng không? Nhưng mà đặc biệt là ngoài sống cho chính mình nhá, thì ai cũng sẽ có gia đình để có con cái nè, và với mà thời nhỏ của Trang là thời mà đang còn là ở quê thì trời trường gặp mưa này sẽ có những cái trò chơi với cát này, với đất này, đó là một trong những lý do mà ở cái thời của Trang ở, rồi hoặc là lớn hơn Trang một chút xíu thì các anh chị gần như là cái độ tin tiền, cái sự vượt khó rất là nhiều. Các bạn sẽ không có internet, không có những cái sản phẩm về công nghệ thông minh nhiều, nhưng mà chúng ta lại có được những cái sự gắn kết về gia đình này, rồi sự phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần đúng không? Thì về với lại Long Island của Nova, chúng ta sẽ cho con của mình có được những cái trải nghiệm như thế, là các bạn sẽ hướng dẫn cho bé được tập bơi nè, để có những cái kỳ nghỉ tốt hơn, rồi có những cái buổi check
trekking này, rồi leo núi này, để tạo được, rèn luyện được cho các bạn trẻ của chúng mình những cái tính vượt khó hơn, cái sự kiên trì hơn, rồi rèn luyện cho các bạn cái sự gắn kết và cái cách làm việc đồng đội rồi đội nhóm hơn, để phát triển về cái tư duy phát triển về tình cảm nhiều hơn, sống đúng là không giáo à? Dục và y tế sức khỏe không quá tuyệt vời. Nói đến Long Island thì hãy liên hệ cho Phước Sửu và Nhật Trang để mình cập nhật nhiều cái thông tin cho quý khách hàng và lựa chọn một cái sản phẩm đầu tư gọi là mua một mà thắng lần mình, đúng không? Không những thế mà chúng ta là sẽ chọn được một cái sản phẩm để gọi là sở hữu để đời cho con, sản phẩm để mà nó sẽ là một cái ngôi nhà thứ hai, cái nơi lưu trữ tất cả những kỷ niệm, những cái tình yêu thương của gia đình, của chính mình, của bạn bè và của cái tuổi thơ của các bạn nhỏ nữa, đúng không ạ? Và Trang cũng kính chúc cho tất cả các anh chị sẽ có được một ngôi nhà thứ hai thật là đẹp ở Long Quá Island. Quá tuyệt vời luôn. Hãy đến Long Island, hãy tận hưởng những không khí mát mẻ. Và xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.